Chào các bạn nha, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với bạn một cái mẹo rất hay về tủ lạnh luôn. Thì như các bạn đã biết, hiện nay trời nắng nóng này, giá điện thì cao này, và đồng thời hay bị cúp điện nữa. Thì khi mà cúp điện các bạn, nếu như cúp một thời gian ngắn thì không sao, nhưng mà cúp một ngày luôn á, thì cái tủ lạnh sẽ có vấn đề ngay lập tức. Do đó mình sẽ có một cái mẹo để giúp cho các bạn, cho dù cúp điện cả ngày thì ngăn mát hoặc là ngăn đá nó vẫn hoạt động được bình thường, nó không ảnh hưởng nha các bạn. Thì thông thường khi mà cúp điện rồi á, cái tủ lạnh nó sẽ bị giảm nhiệt rất nhanh, đặc biệt là ngăn mát. Ngăn mát nó sẽ giảm nhiệt nhanh, do đó cái đồ thực phẩm mình để trong này nó sẽ nhanh hư ha. Rồi, bây giờ để cho dù có cúp điện cả ngày mình cũng không sợ, thì một cái mẹo nhỏ đấy các bạn. Các bạn coi nhé, trên ngăn đá của mình này, đây là cái bí kíp mà cũng ít người biết các bạn. Trên cái ngăn đá mình để hai cái cục đá rất là to. Đây, hai bịch đá to này. Các bạn có thể nghĩ là mình sẽ dùng cái này để đập đá uống bia thôi, nhưng thực ra nó không phải nhé các bạn. Ở đây mình có hai cục đá này, đó là đá lạnh khô mình để dự phòng cái này đó. Và khi mà cúp điện các bạn, mình sẽ chuyển hai cục này, đây mình chuyển hai cục này xuống đây đó, chuyển hai cục này xuống đây, và mình sẽ lấy thêm một hai bịch thế này các bạn, một hai bịch đá thế này mình để bên dưới ở ngăn giữa đấy, mình để như vậy thôi. Thì các bạn thấy không? Khi mà cúp điện á, toàn bộ ngăn mát nó sẽ bị giảm nhiệt xuống từ từ. Do vậy cái cục đá này mình để đây này, cục đá khô mình để đây cửa các tầng, nó sẽ tỏa nhiệt ra và nó sẽ làm mát nguyên cái ngăn mát, nguyên cả ngăn mát của tủ lạnh luôn. Do vậy mình cho dù có bị cúp điện cả ngày các bạn, thì cái cục đá này nó tản nhiệt ra, nó vừa đủ để giữ các cái thực phẩm trong này nó không bị hư. Đó, rất là hay nha. Cho nên nếu như các bạn để nhiều cái đồ á, nhiều thực phẩm thì mình sẽ thêm hai cục đá. Đó, ở đây mình để gần một cục đá thôi. Các bạn nên để cục đá to thế này nha. Còn những cái cục đá nhỏ thế này quá, cục đá nhỏ thế này á, chủ yếu là để uống bia, giải khát này kia thôi. Còn nó tan rất là nhanh. Do vậy mình cần phải để cục đá lớn. Ở đây là bịch 2 lít. Đó, 2 lít. Một cái chia sẻ rất đơn giản thôi. Đó. Như vậy hôm nay các bạn đã thấy được một cái tác dụng rất đặc biệt của cái cục đá, bịch đá thế này. Nó không có chỉ là để đập uống giải khát, nhưng mà còn có một cái tác dụng rất hay, đó là giữ nhiệt cho ngăn mát khi mà cúp điện. Bởi vì mình thấy sắp tới đây là thường xuyên bị cúp điện luôn các bạn ha. Rồi, hy vọng cái video này nó sẽ hữu ích cho các bạn. Mong các bạn chia sẻ để mình cùng biết nha các bạn. Bởi vì nếu như mình không để ý mấy cái này, những cái đồ ăn thức uống trong này nó bị hư hoặc là nó không đủ nhiệt độ, nó bảo quản nó không có tốt, thì mình sẽ ăn vào nó bị ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều nha. Rồi, chào các bạn.